Đây, căn nhà mà hôm nay nhà đất Minh Sim Tiền Giang sẽ giới thiệu cho anh chị đây. Cái nhà mình xây rồi nhưng mà chưa tô nha anh chị. Cửa là cửa gỗ không, cửa cao cấp không nha anh chị. Nó nhà mình rất đẹp luôn. Địa chỉ của mình là xã Sơn Đông của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Đó, cửa gỗ nè. Mấy con chó dữ không cô? Nó nhà và đất luôn, tổng diện tích là 1114,4 mét vuông. Trong đó có 100 mét vuông là thổ cư nha. Để em quay sơ cái căn nhà, sau đấy em sẽ bước ra ngoài con đường lộ ô tô cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn nha. Nhà mình có một phòng khách phía trước và một cái khu vực ngay chỗ cửa đi và hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ phải không cô? Ba phòng ngủ. Ba phòng ngủ luôn à? Dạ. Đây, nhà mình có toàn là cửa gỗ không? Nó nhìn thấy rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Dạ được rồi, con thấy rồi, nó cũng sáng rồi. Sao nguồn nước điện đại đâu có đủ hết luôn. À. Quay mình thấy quay đèn quẹn cho người ta. Dạ, cho người ta thấy cho nó kỹ. Nó cửa gỗ, đây là cái phòng ngủ thứ hai nha anh chị. Còn phòng này mở được không con? Đây là ngay khu vực cửa đi nha anh chị. Cũng phía trước mình là cũng là cửa gỗ luôn. Nói chung là nhà làm cửa gỗ không à. Nó đây là cái phòng ngủ thứ ba của mình. Nó nhìn thấy cũng rất là rộng rãi. Nhưng mà dạ, ngay đây là ngay cái khu vực để nấu nướng kệ bếp ga. Rồi đây là cái không gian phía sau. Nó có toilet đồ luôn, có nhà tắm đồ riêng luôn. Ngày trước có nuôi heo hay gì ở phía đó cô? Ở đó nuôi heo luôn. Dạ. Có chuồng heo sẵn luôn, có hồ nước rồi nè, quay cho người ta về. Ta có ở thì ta dọn người ta thoải mái thôi. Dạ. Điện bên đó ha. Gắn chắc chắn luôn. À. Lính nhà nó gắn điện kỹ lắm. Đây là toilet, bên đó là nhà tắm làm riêng hết. Rồi đây là 3 4 4 cái hồ bự luôn, 4 cái hồ. Dạ. Nó không gian mình đi xuống tới cái mí lưới xanh, mí lưới xanh là hết. Nó nuôi heo. À. Ở con chạm mấy chục triệu. Vậy hả? Thời đuôi. Lúc đó lỗ hay cô? Đây mình có một cái phản tiền chế ở bên đây nữa. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Sơn Đông của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Trên con đường lộ đan rộng 3 mét này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà vườn có 100 mét vuông thổ cư nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông về ủy ban dân xã Sơn Đông. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà về tới ủy ban dân xã Sơn Đông thì tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Nhưng mà sau này anh chị mua căn nhà này ở, anh chị đi chợ á, đi chợ cầu à. Đi cái chợ gì trong đây nãy chủ nói mà em quên nè, nó sát bên đây tầm khoảng 1 km nè. Nó vô đó là mình có cái chợ chợ Cầu Kinh gì đó. Chợ Cầu Đúc ha. Dạ là khoảng 1 km nha anh chị. Còn cái hướng ngược lại nè. Hướng ngược lại đây là con đường thông, đây là anh chị đi thông ra con đường cảng cá. Con đường này đang mở rất là rộng, sau này cảng cá ở Mỹ Tho giờ về đây nha anh chị. Con lộ rất là lớn luôn. Nó khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới con lộ cảng cá đó thì tầm khoảng 2,5 km nha anh chị. Và ở đây thì anh chị cũng thấy nè, điện nước wifi đều có đầy đủ hết luôn, cho nên vấn đề điện nước thì anh chị an tâm nha. Ở xung quanh đây thì hàng xóm của mình rất là đông. Còn cái ngôi nhà và cái diện tích đất của mình là mình đi vô cây cầu này. Cây cầu tạm thời là rộng chừng 2 mét à. Có lan can nữa cho nên ô tô mình tạm thời chưa vào được. Nếu như anh chị nào mà sau này có ô tô mình mua cái căn này á, thì anh chị có thể nới rộng cái cây cầu này ra một đổi nữa ha, bắt qua thì ô tô mình chạy vào thoải mái nha. Mặc dù ngày xưa người ta làm sao mà người ta làm cầu xe máy nhưng mà chủ nói cũng làm rất là chắc chắn luôn. Nếu mà ô tô á thì mình nói thêm bên đây nữa thì mình chạy vô bình thường, nó rất là chắc chắn nha anh chị. Thường thì ở quê nó có mấy con gạch như vậy nè, cho nên cái vấn đề thoát nước thì anh chị cũng an tâm. Tại trước mặt tiền của đất mình là có mặt tiền gạch mà. Đó, đây là con gạch. Tính từ ngay miếng cái cây đó nha anh chị. Nó ngay cái miếng đó ha. Mà đi dài qua bên đây luôn.
là mình có 30 mét mặt tiền và phía sau hậu của mình cũng 30 luôn. Và cạnh bên đây mình đi sâu vào là 32 mét. Còn cái cạnh phía bên kia tính mặt tiền nhìn vô là cạnh bên trái mình đi sâu vào là 43 mét. Cho nên tổng diện tích hết đất của mình luôn là 1114,4 mét vuông. Trong đó có 100 mét vuông là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Sơn Đông của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thì anh chị có thể liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà này. Được thì anh chị gặp chủ để mua nha. Hiện tại chủ nhờ em quay lên giới thiệu cho anh chị mình là 1.300.000.000. Hết đất và nhà luôn. Nhà toàn bộ là cửa gỗ không anh chị. Nó ngay cái cây nè. Dài xuống tới ngay cái cây nọc ở dưới luôn. Cái sổ này anh chị nhìn thấy là sổ mới. Nhưng mà thật chất là của gia đình chia ra nha anh chị. Cho nên cái ganh mới cầm cái cây à. Sau này anh chị về thì mình phải cầm lại bằng bê tông nha. Chưa qua đầu tư gì hết nha anh chị. Đó tới cái cây đồi đó để em kéo gần cho anh chị xem nè. Nó ngay cây ngay cho tấm lưới ha. Lát bên kia thì cũng có tấm lưới luôn. Đây thì mình có một cái ao. Sau này anh chị về nuôi cá. Mà hình như chủ cũng đang nuôi cá nữa. Giờ để em đi hết cái phía mặt tiền đường gạch. Sau đó em sẽ bước lại vào trong nhà cho anh chị xem chi tiết cụ thể bên trong luôn. Nói chung ngôi nhà mình thì kiểu dáng thì cũng đẹp, nhìn thấy thì cũng rất là trắng chắc, chắc chắn. Cửa là cửa gỗ nha anh chị. Nhưng mà có điều là chưa có hoàn thiện thôi. Nào giờ để em đi vô cái phía gành bên trong. Đây thì ngày xưa mình có cái đường đi nhỏ ở đây nữa nè. Nhưng mà giờ chủ bắt riêng một cây cầu rồi. Sau này anh chị có thể đi cây cầu đó, hoặc là anh chị nới rộng ra để cho ô tô anh chị chạy vào tới luôn nha. Do chủ không có ô tô á, cho nên chủ bắt cây cầu nó hơi nhỏ. Đây hàng xóm mình rất đông, hàng xóm ở đây rất là thân thiện nha anh chị. Đây cái nọc ganh nè, anh chị thấy ha, nó cái nọc ganh. Có cái trụ nọc ha. Rồi mình đi dài về phía dưới này luôn. Thẳng luôn nha anh chị. Kéo con dây thẳng về phía dưới luôn. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Sơn Đông của huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn. Nó cái hàng dừa này của mình nha. Bên trong mình có một số hồ nước nữa. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây dựng hướng tây, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 31 phút, khoảng cách là 16 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1:36, khoảng cách là 83 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới đây thời gian đi là 1:41, khoảng cách là 74 km. Đó là vừa gọi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Để giờ em tiếp tục di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết nha. Được cái là ở đây á là cách ngay chỗ mẹ Nam Hải của Tiền Giang á anh chị thì tầm khoảng 5 km nha anh chị. Và cái khu này hiện tại đang nói chung là đang hot lắm anh chị. Tại vì mẹ Nam Hải của Tiền Giang, anh chị nào không biết có đi mẹ Nam Hải Tiền Giang chưa? Sau này anh chị về đây ở, anh chị đi mẹ Nam Hải Tiền Giang luôn. Đó, cho nó gần ha. Đó, nhìn chị thấy ha, nãy em có đi một vòng trước cho anh chị mình xem rồi đó. Cửa là cửa gỗ không á, để giờ em đi cái cửa bên đây. Đây thì có tiền chế luôn. Bên trong đất mình có một số mai, nhưng mà chủ sẽ bứng đi mấy cây bự, cùng mấy cây nhỏ thì chủ tặng lại cho anh chị. Nhưng mà nếu anh chị nào muốn mua mấy cây bự luôn thì chủ cũng bán lại cho một cái giá cũng rất là hợp lý luôn. Chủ khỏi giờ đi. Đây thì mình có mận. Rồi có mấy cái cây gì nữa đó, cái sồi. Ở đây thì ở dưới thì nền thì cũng cán bê tông rồi. Ở trên thì chưa đóng la phong nha. Sau này anh chị gì anh chị có thể bổ sung vô thêm. Chẳng hạn như mình trô rồi mình ốp gạch rồi lót gạch luôn. Thì tầm khoảng cũng vài trăm nữa đó anh chị. Đó. Như nãy anh chị đã xem rồi. Bây giờ em chỉ quay sơ cái đoạn này nữa thôi ha. Rồi em đi ra miếng ganh luôn cho anh chị mình xem. Hàng xóm mình rất là đông. Xung quanh đều có hết luôn nha anh chị. Đó,
Đó, ngày Mỹ đó đi dài ngay chỗ Mỹ lưới nha anh chị. Đó, ngày Mỹ lưới ha. Phía sau mình cũng 30 mét luôn. Đó, cái này anh chị về làm nhà vườn nghỉ dưỡng là rất tuyệt vời luôn. 1 tỷ 300 triệu cho 1.114,4 mét vuông, trong đó có 100 mét vuông thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Anh chị nào quan tâm thì anh chị cũng nên liên hệ ngay cho em nha, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Để em đi tới cái mi ganh đây cho anh chị mình xem nè. Ngày xưa chủ thì có nuôi heo, sau đó bị lỗ quá nghỉ luôn. Nó cái ganh mình tới ngay cái mi tôn đi ra ngay chỗ mi cột đó là mới đúng nha anh chị, ngay mi cột đó đó, cái mi cái cây cầm á đó. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ ngay cho em, rồi em trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem được, anh chị gặp chủ để mua nha. Giá là 1 tỷ 300 triệu. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video, nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ha. Cảm ơn anh chị đã xem hết video của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.